Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ sáu, ngày 26 tháng 6 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Mỹ làm thịt những kẻ gian lận Việt Nam. Bộ Thương mại của Mỹ DOC vào hôm 23 tháng 6 năm 2020 đã thông báo mở cuộc điều tra chống bán phá giá đối với lốp xe nhập từ Việt Nam và bao quốc gia khác của châu Á và xem liệu các nhà sản xuất ở Việt Nam có đang nhận trợ cấp không công bằng hay không. Ba quốc gia châu Á khác mà bị Mỹ tiến hành cuộc điều tra so với sản phẩm lốp xe xuất khẩu là Hàn Quốc, Đài Loan và Thái Lan. Đây là hình ảnh chụp màn hình một phần đơn kiến nghị vào ngày 13 tháng 5 của Unitech đại diện cho công nhân tại các nhà máy sản xuất lốp xe trên toàn Hoa Kỳ. Sản phẩm lốp xe của Việt Nam bị cáo buộc bán phá giá từ 5 đến 22%, mức thấp nhất trong 4 quốc gia bị điều tra lần này. Trong khi đó, biên độ phá giá của lốp nhập từ Thái Lan lớn nhất ở mức 106 đến 217,5%, kế đến là Đài Loan 21 đến 116% và Hàn Quốc 43 đến 195%. Mặt hàng nhập từ Việt Nam đã bị điều tra bán phá giá lốp xe khách, xe tải hạng nhẹ theo thông báo báo chí trên trang web của bộ này. Bộ này cũng cho biết họ cũng đang điều tra xem liệu các nhà sản xuất lốp tại Việt Nam có nhận được trợ cấp cho lốp xe khách và lốp xe tải hạng nhẹ hay không. Các cuộc điều tra đã được thực hiện theo các kiến nghị được đệ trình vào tháng 5 bởi Unitech đại diện cho công nhân tại các nhà máy sản xuất lốp xe trên toàn Hoa Kỳ. Chủ tịch quốc tế của Unitech Tom đã nói, mặc dù nhu cầu về lốp xe đã tăng lên và các nhà xuất khẩu trong nước vẫn buộc phải vật lộn với việc giảm thị phần, lợi nhuận cũng bị giảm và mất việc làm. Unitech đại diện của công nhân tại các nhà máy lốp xe như Michelin, Quốc-Rê và các nhà máy khác tại các bang như Ohio, Arkansas, North California. Được biết cũng vào năm ngoái, Mỹ đã nhập khẩu lượng lốp xe trị giá khoảng 4 tỷ đô la từ 4 quốc gia nằm trong diện bị điều tra bán phá giá lần này. Đây là hình ảnh bảng thống kê giá trị và số lượng nhập khẩu lốp xe của Mỹ từ 4 quốc gia châu Á. Trong đó, Mỹ nhập gần 2 tỷ đô la từ Thái Lan, 1,2 tỷ đô la từ Hàn Quốc vào năm 2019 và khoảng gần 500 triệu đô la từ Việt Nam. Unitech cũng cho biết việc nhập khẩu lốp xe từ 4 quốc gia đã tăng gần 20% kể từ năm 2017, đạt 85,3 triệu lốp sau khi căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc xảy ra. Một ngày sau khi DOC ra phán quyết trên, đại diện Cục Phòng vệ Thương mại thuộc Bộ Công Thương Việt Nam vào hôm 24 tháng 6 cho biết cơ quan này đang tích cực phối hợp làm việc với các bộ, ngành, doanh nghiệp để cung cấp cho phía Mỹ những thông tin chính xác nhất về chính sách phát triển ngành cao su, về chi phí sản xuất, giá bán của doanh nghiệp. Bộ Công Thương của Việt Nam cho biết đã cảnh báo nguy cơ việc sản phẩm lốp xe bị nước ngoài điều tra áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại từ tháng 7 năm 2019 với mức độ cao. Cơ quan này cũng đã khẳng định đã làm việc với các hiệp hội và doanh nghiệp xuất khẩu sang Mỹ nhằm chủ động nắm bắt thông tin và ứng phó trong trường hợp bị điều tra. Theo báo Sinh, ông Lê Triệu Dũng, Cục trưởng Cục Phòng vệ Thương mại của Bộ Công Thương cho biết phía Mỹ mới đây đã bắt đầu điều tra trên cơ sở cáo buộc của nguyên đơn là ngành sản xuất lốp xe ô tô nội địa nước này chứ chưa chính thức áp thuế. Đây là hình ảnh ông Lê Triệu Dũng, Cục trưởng Cục Phòng vệ Thương mại Bộ Công Thương. Về mặt chính phủ, ông Dũng cho biết Bộ Công Thương sẽ tích cực trao đổi với các cơ quan Mỹ để khẳng định các chương trình của Việt Nam không mang tính trợ cấp. Ông giải thích tiếp, chính sách của Việt Nam là minh bạch, Việt Nam thúc đẩy phát triển chung ngành cao su chứ không phải riêng ngành lốp xe. Diễn giải vào vụ kiện, ông Dũng nói rằng phía nguyên đơn có đề nghị áp thuế, chống trợ cấp và chống thuế bán phá giá với lốp xe Việt Nam. Tuy nhiên, nguyên đơn lại khiếu nại một số chính sách cũ mà Việt Nam đã từng áp dụng trước khi gia nhập Tổ chức Kinh tế Thế giới, nhưng hiện tại đã thay đổi. Ngoài ra, họ cũng viện dẫn một số quy định mới của Mỹ về mở rộng phạm vi khiếu nại. Theo ông Dũng, khi có căng thẳng thương mại Mỹ và Trung Quốc, một số nhà đầu tư Trung Quốc đã đầu tư mở nhà máy tại Việt Nam, Thái Lan và Indonesia. Điều này khiến kim ngạch xuất khẩu lốp xe của Việt Nam vào Mỹ từ khoảng 150 triệu đô la tăng vọt đến 500 triệu đô la một năm, tức là tăng gần hơn 3 lần. Từ năm 2017, Cục Phòng vệ Thương mại đã liên tiếp cảnh báo các địa phương, bộ ngành và kim ngạch tăng cao có thể bị điều tra. Trong danh sách các mặt hàng có nguy cơ, cơ quan này đánh giá lốp xe có nguy cơ đứng thứ hai. Từ sau vụ này, ông cho rằng đang có sự dịch chuyển đầu tư FDI từ các nước tới Việt Nam có thể dẫn đến kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng tăng vọt. Từ đó, ông cảnh báo như sau. Đó là những nguy cơ, lý do để các nước nhập khẩu có thể khởi xướng điều tra. Khi bị điều tra, cả ngành sẽ bị tác động. DOC cũng cho biết họ cũng sẽ tiến hành điều tra 20 chương trình trợ cấp của Việt Nam
bao gồm cả các chương trình thuế, trợ cấp thay thế nhập khẩu và định giá thấp tiền tệ. Đây là hình ảnh của một nhà máy sản xuất thép ở ngoại ô Hà Nội. Bên cạnh đó, Bộ Công Thương Việt Nam nói họ sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan có liên quan của Việt Nam để cung cấp các thông tin cần thiết cho phía Mỹ về các nội dung trợ cấp, bao gồm cả việc vấn đề định giá thấp tiền tệ, để Bộ Thương mại Mỹ có đầy đủ căn cứ, dữ liệu trước khi ban hành kết luận điều tra vụ việc. Giữa tháng trước, DOC của Mỹ cũng đã khởi xướng một cuộc điều tra xem liệu sản phẩm thép tấm không gỉ nhập từ Việt Nam có phải là thép Trung Quốc được gia công ở nước láng giềng Đông Nam Á này để rồi để xuất khẩu sang Mỹ nhằm lẩn tránh thuế hay không. Theo một thông cáo báo chí của Cơ quan Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ, vào hôm 12 tháng 5, Bộ Thương mại Mỹ cũng nghi ngờ rằng các nhà sản xuất thép của Việt Nam nhập khẩu nguyên liệu thép cán phẳng không gỉ từ Trung Quốc, sau đó gia công hoàn thiện rồi xuất khẩu sang Mỹ. Theo Bộ Công Thương Việt Nam, đây là vụ việc Bộ Thương mại Mỹ đã tự khởi xướng điều tra dựa trên các thông tin có sẵn với cáo buộc mặt hàng tấm thép không gỉ đang có dấu hiệu lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại mà Mỹ đang áp dụng với hàng hóa tương tự từ Trung Quốc từ năm 2016 với mức thuế lên tới 139 cho đến 267%. Một căn cứ khác để Bộ Thương mại Mỹ khởi xướng cuộc điều tra lần này là lượng xuất khẩu sản phẩm thép tấm không gỉ từ Việt Nam có sự gia tăng đáng kể trong giai đoạn trước và sau khi Mỹ áp thuế với Trung Quốc. Theo thông báo của ITA, Hoa Kỳ đã tiến hành điều tra thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp lên mặt hàng thép tấm không gỉ của Trung Quốc vào tháng 3 năm 2016. Thông cáo còn cho biết việc thực thi luật thương mại một cách chặt chẽ của Mỹ là trọng tâm hàng đầu của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Và quyết định vào hôm 12 tháng 5 của Bộ Thương mại Mỹ đã được đưa ra vào lúc chính quyền của Tổng thống Donald Trump lặp lại đe dọa sẽ áp thêm thuế mới lên hàng hóa của Trung Quốc, đồng thời tiếp tục chỉ trích sự thiếu minh bạch của Trung Quốc là nguyên nhân dẫn đến đại dịch viêm phổi Vũ Hán trên toàn cầu. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng. Trước đây, Mỹ đã từng ra phán quyết áp thuế đối với thép từ Việt Nam, được cho là có nguồn gốc từ Trung Quốc. Phán quyết sơ bộ được đưa ra vào hồi tháng 12 năm 2017 và chung cuộc vào tháng 5 năm 2018. Và Bộ Thương mại Mỹ khi đó đã thu thuế chống phá giá gần 200% và thuế chống trợ cấp gần 260% với thép cuộn cán nguội sản xuất ở Việt Nam sử dụng thép chất nền xuất xứ từ Trung Quốc. Bên cạnh đó, thép chống gỉ từ Việt Nam cũng đối mặt với thuế chống bán phá giá là gần 200% và thuế chống trợ cấp lên gần 40%. Do đó, theo dữ liệu của Bộ Công Thương Việt Nam, xuất khẩu sản phẩm thép không gỉ từ Việt Nam sang Mỹ trong thời gian liên tục giảm 32.000 tấn năm 2017 xuống còn 25.000 tấn vào năm 2018 và tiếp tục giảm xuống còn 23.000 tấn vào năm 2019. Hiện nay, Việt Nam đang áp thuế chống bán phá giá với sản phẩm thép cán phẳng không gỉ nhập từ Trung Quốc với mức từ 17,94% cho đến 31,85%. Bộ Công Thương Việt Nam cũng khuyến nghị các doanh nghiệp trong nước phải hợp tác và cung cấp thông tin đầy đủ liên quan đến nguồn gốc nguyên liệu, quy trình quản lý cho Bộ Thương mại Mỹ trong quá trình điều tra. Bộ này cũng cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp xuất khẩu, Hiệp hội Thép Việt Nam trong suốt quá trình điều tra vụ việc và còn hỗ trợ phương án xử lý phù hợp bao gồm cả việc trao đổi với Bộ Thương mại Hoa Kỳ để làm rõ căn cứ khởi xướng điều tra nhằm bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng của doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam. Và gần đây nhất vào hồi tháng 12 năm ngoái, DOC đã ban hành phán quyết về việc áp thuế lên tới 456% đối với các sản phẩm thép nhập vào Hoa Kỳ từ Việt Nam có sử dụng nguyên liệu xuất xứ từ Hàn Quốc và Đài Loan. Đây là hình ảnh Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong lễ ký kết thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung giai đoạn 1 tại Nhà Trắng vào ngày 15 tháng 1 năm 2020. Theo bộ này, các mặt hàng bị Mỹ áp thuế là các loại thép có xuất xứ từ hai quốc gia trên được đưa sang Việt Nam, sau đó qua công đoạn gia công đơn giản rồi xuất khẩu sang Mỹ. Theo nhận định của Bộ Công Thương Việt Nam, việc Bộ Thương mại Mỹ tự khởi xướng điều tra chống phá giá và chống trợ cấp sau 26 năm thể hiện chính quyền mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang quyết liệt đấu tranh chống lại các hành vi thương mại không công bằng để bảo vệ ngành sản xuất trong nước. Cũng theo Cục Phòng vệ Thương mại, trong các chương trình bị cáo buộc trợ cấp, đáng lưu ý lần đầu tiên kể từ khi pháp luật chống trợ cấp sửa đổi của Mỹ được ban hành vào cái hiệu lực vào tháng 4 năm 2020, nội dung định giá thấp tiền tệ được Bộ Thương mại Mỹ điều tra trong khuôn khổ vụ việc chống trợ cấp. Đây là chương trình bị điều tra dựa trên cáo buộc của nguyên đơn Mỹ cho rằng chính sách định giá thấp tiền tệ đã mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu. Dự kiến vụ việc sẽ được tiến hành điều tra trong vòng 12 tháng và có thể gia hạn thêm 6 tháng. Được biết, ngay từ khi tranh cử Tổng thống vào năm 2016, ông Donald Trump đã luôn nêu ra khẩu hiệu nước Mỹ trước hết. Sau khi nhậm chức,
vào ngày 23 tháng 1 năm 2017, Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh rút Mỹ khỏi Hiệp định các đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP mà Mỹ và 11 nước trong khu vực đã ký. Đồng thời, Tổng thống Donald Trump đã chủ trương đàm phán và thúc đẩy các hiệp định thương mại song phương thay vì đa phương nhằm phát huy lợi thế của Mỹ và gia tăng lợi ích của Mỹ trong thương mại quốc tế, thúc đẩy xu hướng gia tăng bảo hộ và sẵn sàng tăng thuế nhập khẩu đối với mặt hàng mà Mỹ có lợi thế để bảo vệ sản xuất trong nước. Cũng chính Tổng thống Mỹ Donald Trump là người khai hỏa cuộc chiến tranh thương mại Mỹ và Trung Quốc vào ngày 6 tháng 7 năm 2018 khi chính thức tuyên bố áp thuế tới 25% đối với 818 mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá lên tới 34 tỷ đô la, chủ yếu trong các lĩnh vực công nghệ cao như người máy, công nghệ thông tin, hàng không vũ trụ, máy in, mô tô. Và cho đến nay, cuộc chiến vẫn đang leo thang, mặc dù hai nước đã có những thỏa thuận và hòa hoãn bằng những hiệp định thương mại tạm thời giai đoạn 1 vào hồi tháng 1 năm 2020. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Sáu, ngày 26 tháng 6 năm 2020 với bản tin Mỹ làm thịt các doanh nghiệp gian lận Việt Nam. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.